Xin chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và ngày hôm nay sẽ là một mẫu xe mà bên Dung vừa về chiều hôm qua luôn nha cô chú anh chị. Chưa động, chưa dọn một cái gì hết luôn. Thì xe này hôm qua Dung có quay tổng thể bên ngoài rồi. Hôm nay có chìa khóa rồi cô chú anh chị. Thì sẽ quay clip chi tiết gửi đến cô chú anh chị nha. Innova E 2019, số sàn màu bạc, xe biển tỉnh. Và xe này Dung cập nhật chính xác km là mới đi có 69.000 cây thôi nha cô chú anh chị. Hôm qua báo loanh quanh thì 70-80.000, nhưng mà order chuẩn của xe này luôn là 69.000 cây thôi. Đó, vừa về tại Toyota Tân Cảng nha. Một vòng quanh thân xe trước rồi mình sẽ vào chi tiết. Và cũng thông tin đến cô chú anh chị là bên Dung cũng mới vừa về một chiếc 2018 màu trắng Innova E số sàn luôn. Mới đi có 27.000 cây thôi cô chú anh chị. Xe cực kỳ đẹp luôn nha. 580 triệu thôi, biển số tỉnh, xe màu trắng 2018 nha. Đó, cô chú anh chị nào đang tìm Innova số sàn đời 2018-2019 thì nhớ gọi cho Dung nha, đừng bỏ qua hai mẫu xe này. Bởi vì xe hai xe này theo đánh giá cá nhân Dung thì khá là đẹp á, đặc biệt là chiếc 2018 mà mới đi có 27.000 cây thôi. Giá thì loanh quanh 580 triệu, cô chú anh chị mình lăn bánh thì nó sẽ về tầm khoảng 600 ngoài một xíu thôi là có chiếc Innova rộng rãi xịn sò rồi, và xe màu trắng nha. Còn chiếc 2019 này màu bạc. Đó, một vòng quanh thân xe thì vẫn là form xe quen thuộc nha. Bằng mắt thường quan sát bên ngoài của Dung á thì thấy là không có chảy xước nhiều nha cô chú anh chị. Xe nước sơn còn khá là đẹp á. Đó. Sau hôm qua mưa sáng nay nước có động chút đỉnh nè, nhìn xe nó mới tinh nè. Đây, bây giờ mình vào xem chi tiết luôn. Mình thấy cái cụm đèn là nó còn mới nè cô chú anh chị ha. Đó, không có dấu hiệu ố vàng thay thế gì hết ha, đèn zin. Rồi. Đèn gầm ở đây, thường mấy cái chi tiết cho mấy chỗ này nó hay bị chày lắm nè cô chú anh chị, thấy có miếng vết xước nhỏ này. Thì những cái chi tiết nào đánh bát ra thì bên Dung sẽ đánh bát, còn những chi tiết nào mà cần phải sơn thì sẽ sơn lại và sơn trong hãng Toyota Tân Cảng luôn, chứ không phải sơn lởm chởm như bên ngoài nha. Xe này có hai cái mặt ga lăng, cái hai nẹp hai cái thanh này cũng khá là hay, cô chú anh chị không thích thì mình gỡ ra nha. Này dán màu lên thôi. Cái ga lăng thì nguyên si, không đâm đụng, không ngập nước nha. Xe chính hãng thì mình Dung có cam kết bằng văn bản cấp cho mình cái giấy chứng nhận chất lượng. Đây, phần đèn này hiện trạng mới về như thế nào thì Dung quay như vậy để cô chú anh chị mình xem rồi mình dễ dàng cân nhắc nha. Đây, chày xước bên ngoài nè, là có nè. Đây, cô chú anh chị xem cái vỏ cái gai nó còn nè. 69.000 cây. Mâm còn khá là đẹp. Và của chú anh chị xem cái phần hệ thống treo bên trong nè. Đó. Sạch sẽ. Những cái chi tiết mà gầm rồi nội thất, ngoại thất này kia thì bên Dung đều sẽ làm dọn lại cho mình tinh tươm hết nha. Sáng chưa ăn sáng cầm cái cây quay tay rung quá, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây gương nè cô chú anh chị. Nguyên si. Màu bạc. Bên ngoài thì có chày xước, những vết xước nhẹ thôi, không vấn đề gì. Rồi, mình xem qua nội thất nè, hôm qua chưa có quay được. Đây, cô chú anh chị thấy mình đã có ghế da hai màu và phần ghế còn khá là đẹp nha. Với lại là bọc trần 5D, trải sàn. Đó, 2019, chưa dọn, chưa làm gì hết mà rất là sạch nha, cô chú anh chị. Có đầu DVD nè, lạnh, hai chế độ lái, cần số nè. Mấy cái chi tiết này là dán carbon nha cô chú anh chị. Đây nữa nè. Đây, chủ này cũng thích màu mè, kiểu thích gắn, thích dán nhiều. Còn có nhiều khách hàng thì họ thích để zin nhiều hơn. Đó, thì sở thích cá nhân của mọi người ha. Ví dụ cô chú anh chị mua mà không thích thì có thể yêu cầu gỡ ra, còn mình muốn để thì mình Dung để y lại như vậy cho mình, không vấn đề gì hết ha. Keo chỉ tất cả là còn nguyên nha. Tắp bi cũng còn khá là mới nè. Mấy cái này bên Dung vệ sinh lại thì sạch sẽ tinh tươm lắm. Cái xe này chưa có dọn, chưa có làm mà cô chú anh chị thấy nó đã rất là sạch rồi. Phần ghế còn mới tinh. Keo chỉ cửa nẻo là nguyên si nha. Đó. Tôi quay chậm để cô chú anh chị dễ xem, mình dễ cân nhắc. Tại vì có những cô chú anh chị ở xa chưa có lên xem ngay được thì có thể qua video mà mình xem chi tiết rồi mình đặt cọc để mình giữ xe luôn. Đó, như vậy đỡ mất thời gian của mình hơn. Bởi vì bữa giờ cũng có nhiều khách hàng lên mà không có gọi trước thì lên cái nhiều khi xe bán rồi thì bị lỡ việc, mình rất là mất cái công mình đi á. Đó, cho nên để tránh trường hợp mà lỡ việc của mình thì có thể liên hệ trực tiếp trước với Dung để xem cái xe đó còn không, rồi mình cọc hoặc là mình giữ xe để mình lên mình xem nha cô chú anh chị. Đó, ghế sau thì còn hầu như là còn rất là mới nha. Cô chú anh chị xem thì mình sẽ đánh giá được là nó có đúng cái chất xe 69.000 cây hay không.
Hình dung hiện trạng về như thế nào thì quay như vậy luôn, chứ không có tua hay là dọn lại, chưa có dọn lại gì hết ha. Xe này làm lại rồi đẹp lắm cô chú anh chị. Chạy xước sơ sơ bên ngoài thôi, chất xe còn khá là ổn á. Vỏ phía sau này cô chú anh chị. Bên ngoài thì chỉ có dán phim thôi, bên trong thì mình có ghế da, bọc trần với chạy sàn, thì những phụ kiện cơ bản đầy đủ để mình sử dụng rồi ha. Đèn đó, xe này thì hôm qua có coi lịch sử rồi, lịch sử hãng rõ ràng hết nha cô chú anh chị đó, lịch sử đẹp nữa. Ở đây đèn sau, phía sau thì mình có camera lùi và hai cái camera da nha. Đây là cái khoang hành khách rất là rộng luôn, nếu mình gập hai cái ghế lên thì sẽ có một cái cốp siêu rộng luôn, để được rất là nhiều đồ, và thả hai cái ghế này xuống thì mình sẽ ngồi thêm được 3 người, như vậy xe chúng ta đi 8 người quen thuộc rồi, rất là rộng luôn. Nhưng đã có ngồi trải nghiệm cái băng sau cùng này của Innova rồi, khi mà đi taxi á của chú chị thì rất là rộng luôn, và cái phần ghế đó mình vẫn ngã xuống được nữa, cho nên là ngồi rất là thoải mái nha. Đó, gia đình đông thì khuyến khích là đi Innova, nó thoải mái lắm. Mấy cái keo chỉ, mấy cái keo của cốp rồi là còn nguyên xi hết nha. Này cũng dán, chủ trước cũng dán carbon nữa cô chú chị, nói chung là hầu như lên dán hơn gần hết xe luôn rồi. Phần vỏ sơ cua này, và đây là phần gầm đó, không đâm đụng, không ngập nước nha, không có dấu hiệu rỉ sét gì hết ha. Đó, ghế da mọi thứ tươm tất hết rồi. Đây này dọn lại nó thì quá là chỉnh chu luôn ha. Đó, vòng qua bên này thì những cái đường dập nổ quanh thân xe còn liền mạch lắm cô chú anh chị, xe này còn liền lắm. 2019 đây, mình mở nè. Bên này phần gầm bệ rồi, bên trong nói chung là còn đẹp nha, ổn, rất là ổn luôn. Còn à dung quay nè, đó chiếc đó là 2018 đó cô chú anh chị ha, biển màu trắng 2018, mới vừa về đang giao cho dịch vụ kiểm tra nên chưa có quay được nha. Cô chú anh chị nào lên xem xe thì hoặc là cần chi tiết xe này thì gọi cho Dung gửi hình nha, chưa kịp quay luôn là chạy đi mất tiêu rồi. Rồi quay lại với chiếc 2019 của mình đây. Còn nói chung là cái xe này còn tinh tươm lắm nha cô chú anh chị, thoải mái luôn, cái trần sạch trơn à. Cửa gió phía sau này mát lắm, dàn lạnh của Toyota được cái dàn lạnh ngon lắm, lạnh sâu. Mấy cái keo chỉ cửa nẻo nào cô chú anh chị xem ha. Đó, ghế rồi nè, mình coi những cái chi tiết phía dưới để đánh giá qua xe có qua bị ngập nước, rỉ sét gì hay không. Đường keo, đường chỉ nè, còn thẳng tắp ha. Rồi, mua xe trong chính hãng mà. Và đây là cái mâm vỏ trước nè, còn treo bên trong hàng nguyên si. Xe thì vẫn cấp chứng nhận chất lượng đầy đủ là không đâm đụng, không ngập nước, và gia hạn bảo hành cho mình 1 năm hoặc là 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để cô chú anh chị yên tâm sử dụng. Đây, cửa này cũng dán carbon luôn nha cô chú anh chị. Đó, chủ lên hầu như full bộ carbon rồi. Và đây là km chuẩn nè, 69.000 cây ha. Đó. Xe này bên Dung biển số Vũng Tàu, bên Dung xuống tận nơi để thu luôn á cô chú anh chị. Đây, mở cái tiếng nổ máy lên cho cô chú anh chị nghe ha. Đây chìa khóa mình ha cô chú anh chị, đây thì vẫn là chìa cơ nè. Đó, mở lên. Đó, mở lên một cái là dàn lạnh nó mát liền luôn á cô chú anh chị. Đang mưa, chuyển mưa hầm hầm hầm, vô đây mở máy lạnh lên cái mát rượi, im ru. Ở đây cái màn hình của mình nè, quá là xịn sò. Đó, đây để cái này cho cái xe nó thơm, hộp để đồ, tì tai, nói chung là hoàn chỉnh ha. Rồi, Dung xin nhắc lại nha cô chú anh chị, Innova E 2019, xe màu bạc, biển số tỉnh, thì xe này đi 69.000 cây ha, order chuẩn luôn, mới vừa về chưa dọn chưa làm gì hết, chất xe còn rất là đẹp. Và bên Dung còn một chiếc 2018 nha cô chú anh chị,
xe màu trắng 580 triệu, xe đó đi mới có 20 mấy ngàn cây thôi, chất xe còn rất là đẹp. Cô chú anh chị nào tìm Innova tầm 2018-2019 thì đừng bỏ qua hai mẫu xe này nha, và nhớ gọi cho Dung nha để Dung tư vấn chi tiết cho mình. Hoặc cô chú anh chị nào có ghé trực tiếp showroom để xem xe thì cũng nhớ báo là gặp Dung để Dung đón và hỗ trợ mình đi xem xe nha cô chú anh chị. Hiện tại thì kho xe vẫn đang còn khá là cần, còn nhiều xe và cũng đang rất là cần mua luôn. Xe đã qua sử dụng tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thu mua tận nơi, định giá xe cũ miễn phí cho cô chú anh chị luôn. Và đặc biệt cô chú anh chị nào đang có xe vay ngân hàng cần bán thì nhớ gọi cho Dung, bên Dung lo tất tần tật mọi thủ tục, mình chỉ ký tên một lần là nhận tiền được luôn, không cần phải lăn tăn gì hết nha. Rồi bây giờ xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau nha. Xin cảm ơn.